Mới đây, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, ông Nguyễn Thế Hồng, nhà sưu tập tư nhân ở Bắc Ninh, chi 6,1 triệu euro, tức là gần 154 tỷ đồng, để đàm phán và hồi hương ấn dạng hoàng đế chi bảo với sự bảo trợ của chính phủ và các bộ ngành cơ quan Việt Nam. Hợp đồng mua ấn được ký với nhà đấu giá Mulan hôm 13 tháng 1 vừa qua tại Pháp. Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành thủ tục để đưa cổ vật hồi hương dự kiến vào cuối tháng 4 tới, đảm bảo quy định pháp luật của hai nước. Theo cuốn không định Đại Nam hội điển sự lệ, ấn được dùng cho các hoạt động công quyền chính sự của triều Nguyễn như lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, sát thư ban cho nước ngoài, đại diện bộ văn hóa thế thao và du lịch khẳng định, quan đế chi bảo là ấn vàng lớn đẹp, quý và quan trọng nhất của Dương triều Nguyễn.